Năm nay chú Út bán hoa thấy đỡ hơn năm trước không chú Út? Cũng trung bình mỗi năm như còn cái bông năm nay hơi nhiều. Dạ. Chú Út năm nay nhiêu tuổi mà con thấy chú Út khỏe quá vậy? 70. Dạ, chú Út năm nay 70 rồi nha các bạn. Đơn giản nha. Dạ. Dạ. Được nên đóng gần cả 500 ngàn, đóng như hậu đông, bán nữa. Dạ. Lâu lâu cá ăn, ví dụ cá thịt, nó mắm nước màu gì được, điện, nước rồi được, cái điện không nổi. Em tên gì vậy? Em tên Điệp. Em Điệp hả? Em Điệp là quê ở 586 mình luôn hả? Ở Cần Thơ luôn hả? Ở đâu em? À, quê Bạc Liêu. Em Đẹp quê Bạc Liêu, có chồng ở Cần Thơ nha các bạn. Mấy anh ở đâu đến vậy anh? Hai anh bán dưa ở Sóc Trăng nha các bạn. Hai anh đến từ là bữa mấy Tết vậy anh? Đến bữa 17 Tết nha các bạn. Quay cho các bạn xem nha, cho các bạn xem trọn vẹn chợ hoa xuân của khu đô thị 586 thuộc khu đô thị Phú An, thành phố Cần Thơ. Có những cô đang mua hoa. Những cô, các cô đang lựa những chậu hoa nào ưng ý nhất để mua để trưng dịp Tết nha các bạn. Những bông hoa màu sắc rất là rực rỡ, rất là đẹp. Bạn thấy không? Rồi bây giờ Duy sẽ đi tiếp nha, tại vì còn rất là dài, chợ Phú Thứ, chợ Hoa Xuân rất là dài nha các bạn, nên Duy sẽ không nán lại lâu được, mong các bạn thông cảm nha. Đây, những cành hoa đây, hoa mai, hoa cúc, hoa vạn thọ rất là nhiều. Những anh chủ đang chăm sóc những chậu hoa vì thời tiết rất là nóng nha các bạn. Rất là nóng. Vì chợ rất là dài nên Duy phải tranh thủ quay cho kịp giờ để các bạn xem nha. Thank you.
À, chào em. Em tên gì vậy? Em tên gì vậy? Trời, kêu quay lên YouTube mà đi ra mặt rồi ai mà biết. Dạ hả? Một cô gái bán hoa rất là dễ thương nha các bạn. Rất là vui vẻ. Chào đón khách nha. Rất là dễ thương. Em tên gì vậy? Em tên Điệp. Em Điệp hả? Em Điệp là quê ở 586 mình luôn hả? Ở Cần Thơ luôn hả? Ở đâu em? Em ở Bạc Liêu, Bạc Liêu. Em lấy chồng ở đây. À, quê Bạc Liêu. Em Điệp quê Bạc Liêu, có chồng ở Cần Thơ nha các bạn. Một cô gái rất là dễ thương, rất là xinh xắn nha. Chúc em thật nhiều sức khỏe, cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Buôn may bán đất, làm ăn phát tài nha. Rồi, cảm ơn em Điệp bán hoa. Điệp nói là để Di quay để quảng cáo cho Điệp bán hàng chị, để còn về kịp về quê mà chung vui với gia đình đón giao thừa nha đó các bạn. Các bạn có đi ngang chợ hoa thuộc khu 586 nhớ ghé em Điệp để mua ủng hộ, để em có thể là về sớm để đón giao thừa với gia đình nha các bạn. Rồi, bye bye em Điệp nha. Chúc em thật nhiều sức khỏe. Bye em. Một cô gái rất là dễ thương. Và những cành mai, những chậu mai rất là hoa lan, rất là đẹp. Các bạn thấy rất là đẹp. Và hoa mai cũng đã đang gần nở nha các bạn. Đã nở rồi. Thấy không? Rất là đẹp luôn á. Rất là đẹp nha các bạn. Những chợ hoa phường Phú Thứ, khu 586 rất là đẹp. Có những dưa.
chị. Quá tuyệt vời các bạn thấy không? Quá tuyệt vời luôn. Rất là chắc tay các bạn thấy không? Đó. Quá điêu luyện luôn. Các bạn thấy không? Mấy anh ở đâu đến vậy anh? Hai anh bán dưa ở Sóc Trăng nha các bạn. Hai anh đến từ là bữa mấy Tết vậy anh? Đến bữa 17 Tết nha các bạn. Anh tên gì vậy anh? Anh ơi, anh tên gì vậy? Anh Tèo nha các bạn. Tại vì lo rao bán rất là lớn nên không nghe anh Toàn nó anh Tèo nói chuyện, nên chia sẻ thật lại cho các bạn xem nha. Dạ. Anh Tèo quê Sóc Trăng nha các bạn. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Và chợ hoa rất là nhộn nhịp nha các bạn. Giờ này cũng là 4 giờ rồi. 4 giờ chợ hoa rất là nhộn nhịp lại rồi. Những vị khách đang đi chợ hoa rất là vui. Đông vui nha các bạn. Đây là những bờ kè, như là gần tới bờ kè 566.
chợ hoa năm nay rất là nhộn nhịp hơn là năm ngoái nha các bạn, rất là nhộn nhịp. Anh đang lấy dưa thanh kim. Kênh gì đây? Dạ. Dạ kênh Duy Kawasaki anh. Dạ. Mấy anh ở ra Cần Thơ mình luôn ha hai anh. Dạ. Chỗ dưa này là của hai anh hả? Dạ. Dạ. Anh cho em biết anh với cùng mọi người cho em biết anh tên gì được không anh? Việt ở 586. Anh Việt ở 586 nha các bạn. Là anh Việt là ba quầy này là của anh, quầy dưa hấu này của anh Việt phải không anh Việt? Đúng rồi. Dạ. Anh Việt bán mấy tết cho anh Việt? Anh Việt bán bữa 24 nha các bạn. Anh Việt năm nay thấy mình bán có đỡ không anh? Hơn năm ngoái không anh? Dạ. Giờ này mới hết rồi, giờ này còn dạ. Dạ. Tại vì năm nay tình hình hơi khó khăn anh ơi. Dạ. Thôi vì cũng chúc anh Việt thật nhiều sức khỏe, cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, buôn mai bán đất làm ăn phát tài, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng nha anh Việt. Dạ. Dạ. Bye bye anh Việt ạ. Dạ. Cảm ơn những lời phỏng vấn của anh Việt. Dạ, bye bye anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đây là những bắp tết thì mình phải ăn bắp để là chắc như bắp nha các bạn, rất là chắc như bắp luôn đó. Những bông hoa rất là cỡ, bạn thấy không? Dạ, cô. Và chú đang tưới nước để cho hoa tươi vì trời hôm nay rất là nắng nha các bạn. Dạ con chào chú ạ. Dạ. Chú Văn Hơn hỏi chú thứ mấy ạ? Út. Dạ chú Út ạ. Chú Út cho con hỏi là chú Út ở Cần Thơ mình luôn hay là ở đâu đến đây? Dạ chú Út ở khu 56 nha các bạn. Chú Út thấy như năm nay chú Út bán hoa thấy đỡ hơn năm trước không chú Út? Trung bình mỗi năm như một cái bông mai hơi nhiều. Dạ. Chú Út năm nay nhiêu tuổi mà con thấy chú Út khỏe quá vậy? 70. Dạ chú Út năm nay 70 rồi nha các bạn. Rất là khỏe luôn á. Nhiều khi Duy nhìn thấy chú Út khỏe như trai tráng vậy đó.
ghinh thùng nước tưới rất là nhẹ. Còn cảm ơn chú Út nha, chúc chú Út thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ cô bán mai ở đây ha cô. À, cô bán rau. À, dạ cô cho con hỏi cô thứ mấy ạ? Cô thứ sáu. Dạ vậy là cô sáu. Cô Sáu buôn bán rau như vậy lâu chưa cô Sáu? Dạ. Như vậy cô Sáu cho con hỏi là cô Sáu buôn bán năm nay đỡ hơn năm ngoái không cô Sáu? Giá thì cao hơn năm ngoái. Dạ. 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 Cái nhỏ nhỏ thôi chứ còn cái lớn nữa nó không có bụng. Dạ. Dạ. Là cá muốn chợ có bắt đầu đi được. Dạ. Như là địa phương đóng gần trong cái cách hàng. Dạ. Mà đơn giản là nha. Dạ. 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 Lâu lâu cá ăn thịt tí dụ cá thịt dạ. À, như hiện tại bây giờ cuộc sống của trên toàn quốc cũng đều khó khăn nha các bạn. Như cô Sáu cũng gặp tình trạng như vậy. Vật giá thì leo thang. Thì buôn bán thì chỉ có một giá thôi chứ không có lên nhiều được. Dạ. À, vậy là cô Sáu là ở 586 mình luôn. Dạ, ở bên khu dân cư Diệu Hiền á. Khu dân cư Diệu Hiền. Dạ, rồi cô Sáu qua đây bán chợ Phú Thứ. Dạ, bệnh tất cả là bệnh là đông dân kém dân rất luôn. Dạ. Dạ, con thấy thì khu 586 thì rất là đông đúc luôn đó cô Sáu. Dạ, hai bên hai người đây là bệnh viện cũng đông mà bệnh viện sáng mình cũng đông lắm. Dạ. Dạ. Là chiều cỡ 4:30 á. Dạ. Về đông hẹp. Dạ. Dạ. Là bên YouTube này hả? Dạ, con bên YouTube là cô Sáu ơi. Dạ, con tên kênh của con là Duy Kawasaki. Dạ, bắt qua Facebook của con. Dạ, bắt lên YouTube là sẽ nhấp vô rồi Duy Kawasaki là sẽ gặp con nha cô Sáu. Dạ, Kawasaki ha. Dạ, Duy Kawasaki. Dạ. Đó. Dạ. Dạ. Dạ được, giờ nào cô Sáu có điện thoại thì có YouTube thì cô Sáu cứ nhấp vào tên con là sẽ hiện ra. Dạ. À, dạ. 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 Cô Sáu cho con hỏi năm nay cô Sáu nhiêu tuổi rồi? Dạ, cô Sáu là 66, 67 tuổi nha các bạn. À, thấy cô Sáu rất là khỏe, chịu khó ngồi ở đây ở khu chợ Phú Thứ để bán từng bó rau như vậy. Các bạn có xem được clip của Duy thì các bạn có thể là mua ủng hộ, gặp cô Sáu mua ủng hộ bó rau để cho cô Sáu có tiền để mà lo cho cuộc sống gia đình nha. Dạ con cảm ơn lời phỏng vấn của cô Sáu. Con xin cảm ơn cô Sáu đã có lời phỏng vấn. Con xin chúc năm mới Tết đến, con xin chúc cô Sáu cùng gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và buôn mai bán đất. Dạ. 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 Dạ con khỏe là có tất cả. Dạ con cảm ơn cái lời chúc của cô Sáu rất là nhiều ạ. Con xin cảm ơn cô Sáu ạ. Con xin chào tạm biệt cô Sáu ạ. Dạ. Chúc cô Sáu buôn mai bán đất nha. Dạ. Chào cô Sáu ạ. Cô Sáu rất là dễ mến nha các bạn. Cảm ơn cô Sáu vì cuộc trò chuyện với Duy. Rất là cảm ơn cô Sáu rất là nhiều. Và có những bó cao để mà mình mua về để dựng niêu nha các bạn. Cao rất là đẹp nè các bạn, thấy không? Đó. Hoa cao đầy đủ nha các bạn. Các bạn có
có vào khu 5-6 nhân dịp xuân, thì các bạn nên ghé chợ Phú Thứ để đi chợ hoa xuân của chợ Phú Thứ, khu 5-6, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Có những món đồ ăn bình dân hàng ngày để cho các bạn lựa chọn. Các bạn muốn ăn trái cây như ổi, mặn, xoài, vú sữa, thanh kim. Đó, một cô bé đang đợi mẹ mua những món đồ ăn hàng ngày. Đó, các bạn, khu chợ Phú Thứ rất là đầy đủ trái cây, hoa. Đó, các bạn có xem được clip của Di thì cứ vào tham quan khu đô thị 586 nha. Và đây là bờ kè của khu đô thị 586. Đó, các bạn thấy không? Vẫn còn rất là nhiều bán hàng ở dưới bờ kè 586 nha các bạn. Ủa mập mập bà nội ơi. Mập nữa hả mẹ? Rồi giờ cân nhiêu ký rồi? Nhiều hơi nhiều. Giá đâu mất tiêu rồi trời. Giá mà biết dục cái giá hay gì. Ủa không nè, cái giá mất tiêu luôn hả? Giá hàng tác cũng đúng. Đúng. Em có gì giá. Trời ơi, gặp nó vô giờ, hôm qua giờ mày không nhớ này nè. Tao tập rồi, tao ra mát nè. Các bạn thấy không? Rất là đông đúc. Có những rau củ quả để cho các bạn mua về chế biến thực phẩm để ăn hàng ngày. Đó. Bạn thấy không? Rau cải, dưa leo đầy đủ, không thiếu món gì nha các bạn. Và có đầy đủ hết củ kiệu, củ kiệu có làm sẵn luôn nha các bạn. Đó, nếu các bạn không có thời gian để làm củ kiệu thì cứ có tiền mua hũ sẽ gọn hơn, vì mình không có thời gian để mình làm củ kiệu. Và Di sẽ đi tiếp đến cuối đường, cũng clip của Di cũng gần quay cũng gần xong trọn vẹn cho các bạn xem rồi nha. Thì các bạn có cảm nhận thấy clip của Di đẹp hoặc là hay thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ Di nha, để Di có những cái động lực mà để Duy sẽ đi các nơi để mà quay cho các bạn xem về chợ hoa xuân hoặc là du lịch. Đó, đây là cũng gần cuối đường của bờ kè và chợ Phú Thứ, khu 586 thuộc khu đô thị Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Và Duy sẽ quay hết, hôm nay Duy sẽ quay trọn vẹn để cho các bạn xem về khu đô thị Phú An. Những bông hoa, những chú cá đầy đủ hết để cho các bạn mua sắm món ăn hàng ngày.
và những vỏ bưởi để mình trưng Tết. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Và đây cũng đã gần cuối đường của chợ Phú Thứ rồi nha các bạn. Hôm nay Duy đã rất là vui, dù trời chưa nắng. Duy vì muốn quay cho các bạn xem xuân, để cho các bạn thưởng thức về khu đô thị Phú An, khu đô thị 586, để các bạn xem về chợ hoa xuân. Đó, các bạn thấy không? Đây là cũng gần là chỗ bán hoa mai, là cũng là cuối đường rồi nha các bạn. Và Duy cũng xin kết thúc video tại đây. Và hôm nay Duy đã quay trọn vẹn chợ hoa xuân của thuộc khu đô thị Phú An 586, thành phố Cần Thơ. Và Duy cũng xin chúc cho các bạn cùng gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Các bạn đừng quên nhấn nút like và chia sẻ clip cho Duy nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.